chương 6062, quá may mắn. Thương khung tiên tông tông chủ, mặc dù vẫn như cũ trói buộc vương cường, nhưng lại giải trừ đối vương cường tổn thương. Vương cường hung giữ chừng mắt thương khung tiên tông tông chủ, nhưng thương khung tiên tông tông chủ lại xem thường, mà là nhìn về phía sở phong. Sở phong tiểu hiếu, lão phu không cam lòng khuất tại tại giới thiên nhiễm phía dưới, lão phu muốn làm cái này minh mông tu võ giới chủ người. Chỉ là lão phu không thể không thừa nhận, lão phu cùng giới thiên nhiễm, vẫn có khoảng cách bất quá lão phu, cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Thần thời đại tại lần này mở ra trước, lão phu liền vào đi qua, mặc dù không có thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng lại cảm nhận được qua trong đó lực lượng, lực lượng kia định có thể thay đổi minh mông tu võ giới cách cục. Lão phu cảm thấy, chỉ dẫn đáng tin, chỉ có tiểu bối mới có thể chân chính thu hoạch được trong đó lực lượng. Đương kim tiểu bối bên trong, lại có ai có thể so sánh qua sở phong tiểu hữu ngươi. Đi theo lão phu đến xem, thần thời đại nội lực lượng, Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cho nên nếu muốn chuyển ngược lại giới thiên nhiễm, lão phu cần ngươi trợ giúp. Nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, mà dưới mắt, có một việc cũng muốn phiền phức sở phong tiểu hữu Thương khung tiên tông tông chủ cười nhạt nói, chuyện gì, sở phong hỏi, đồ đằng long tộc có thể có hôm nay, chính là bọn hắn năm đó tìm được một kiện vô thượng trí bảo, vậy rất có thể là một đầu chân long di hài. Tuy là di hài, nhưng lại chất chứa sức mạnh vô thượng, bằng không long tộc hậu duệ nhiều như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác đồ đằng long tộc có thể có hôm nay đầu kia chân long di hài bị bọn hắn ca tụng là tổ long di hài liền giấu ở cái này thế giới bên trong nguyên bản long lân đáp ứng lão phu đem vật này giao cho lão phu tu luyện dùng nhưng ai có thể nghĩ hắn lại ôm lên giới thiên nhiễm đùi dùng giới thiên nhiễm đến áp chế lão phu để lão phu không nên đánh cái kia tổ long di hài chủ ý hắn bà nội hắn long lân có thể có hôm nay tất cả đều là lão phu vun trồng bây giờ lại thật muốn làm đồ đằng long tộc tộc trưởng. Kỳ thật, hắn làm đồ đằng long tộc tộc trưởng, lão phu cũng là ủng hộ, nhưng lão phu cuộc đời nhất căm hận phản đồ. Hắn cử động, đã cùng phản đồ không có khác nhau, lão phu quyết định trước diệt trừ hắn. Chỉ là đầu kia tổ long di hài, có huyết mạch trận pháp, nếu không có đồ đằng long tộc tuyệt đối cường giả tương trợ, thật đúng là không dễ đối phó. Bởi vậy tạm thời còn không thể giết cái kia long lân, còn cần cái kia long lân phối hợp lão phu. Nhưng long lân ra hỏa này, có chút xảo trá lão phu cũng không biết hắn phải chăng sẽ lại ra vẻ bất quá long lân lại có cái nhược điểm trí mạng người đã nhận ra hắn cùng long tuyết lại có thể biết nơi đây tin tưởng ngươi vậy rõ ràng hắn cái nhược điểm này không biết long tuyết cái kia lão bà cho long lân uống cái gì mơ hồ canh dù là hắn xấu thành cái dạng kia long lân lại vẫn đối với hắn yêu chết đi sống lại đây cũng là lão phu bắt long tuyết nguyên nhân có nàng tại long lân không dám không nghe lão phu lời nói nhưng là cái kia huyết mạch trận pháp nghe nói rất là lợi hại vì lấy phòng ngừa vạn nhất lão phu cũng là làm một chút chuẩn bị chỉ là làm sao lão phu nuôi những tên kia là thật là bày giá áo túi cơm đều đã lâu như vậy còn không chuẩn bị thỏa đáng lão phu vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sở phong tiểu hiếu khả năng này là lão thiên gia cho chúng ta an bài duyên phận sở phong tiểu hiếu lão phu biết ngươi có không muốn người biết thủ đoạn bằng không cái kia tổ võ giới tông di tích vậy không có khả năng tại thất giới thánh phủ trọng binh chấn giữ dưới, bị ngươi phá giải. Không bằng ngươi giúp lão phu nhìn xem, thương khung tiên tông tông chủ nói, ta nếu là cực tuyệt đâu, ngươi sẽ để cho chúng ta rời đi sao? Sở phong hỏi, sở phong tiểu hiếu, lão phu thật cần ngươi trợ giúp. Thương khung tiên tông tông chủ nói, dạng này, như lời ngươi nói trận pháp, ta có thể giúp ngươi xem một chút, có thể giúp ta sẽ giúp, không thể giúp ngươi cũng đừng trách ta. Nhưng ta nếu là thật sự có thể đến giúp ngươi, vậy ta vậy có ba điều kiện. Sở Phong nói, điều kiện gì, thương không tiên tông tông chủ hỏi. Một, không nên thương tổn long tuyết tiền bối. Hai, cái gọi là chân long di hài, ta cũng không có gặp qua, muốn thấy chút việc đời, người đi thời điểm mang ta đồng hành. Về phần đối phó giới thiên nhiễm hợp tác, ta có thể cân nhắc, nhưng đầu tiên người muốn biểu đạt thành ý. Cho nên cái này cái điều kiện thứ ba, việc này qua đi, người muốn để ta khôi phục tự do. Ta có hay không tiếp tục hợp tác, bằng tâm quyết định mà không phải ngươi dùng ta bằng hữu đến uy hiếp ta cùng ngươi hợp tác sở phong nói sở phong tiểu hữu nói có lý ngươi cái này ba điều kiện lão phu đều có thể đáp ứng nếu là có thể thuận lợi cầm tới đầu kia chân long di hài lão phu không chỉ có sẽ thả các ngươi tự do cũng biết đem chân long di hài chỗ tốt phân cho sở phong tiểu hữu thành ý này đầy đủ không thương khung tiên tông tông chủ cười hỏi trước hết để cho ta nhìn ngươi cái kia trận pháp a sở phong lời này rơi xuống chung quanh hết thảy liền nhanh chóng biến hóa, bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, bọn hắn đã đi tới mặt khác trong một tòa cung điện. Cứ việc trong nháy mắt công phu, nhưng sở phong có thể phán đoán, bọn hắn đã đi rất xa khoảng cách. Không chỉ có rời đi long tuyết ở lại không gian thế giới, lại còn đạt tới một cái khác khá xa địa phương. Đây cũng là thiên thần cường giả tốc độ, mà cái này cả tòa rộng rãi cung điện, đều là một tòa đại trận. Đại trận trung tâm chính là một tòa thật lớn lò luyện đan. Lò luyện đan bốn phía, ngồi xếp bằng chín đạo bóng dáng chính tại thôi động trận pháp luyện đan thông qua bọn hắn phóng thích kết giới lực sở phong có thể cảm nhận được cái này chín vị không chỉ có đều là chân long giới linh sư lại kết giới thuật lại đều đạt đến bát phẩm chân long bát phẩm chân long mặc dù khoảng cách chân long đỉnh phong còn có cách xa một bước nhưng loại này giới linh sư đã là cực kỳ cường đại tại toàn bộ minh mông tu võ giới đều hẳn là thanh danh hiển hách tồn tại thương khung tiên tông tông chủ lại tiến tới chín vị bát phẩm chân long giới linh sư, đủ để nhìn ra hắn đã sớm kế hoạch nhiều năm. Người này, quả nhiên dã tâm bừng bừng, bất quá cái này chín vị giới linh sư, trên thân giới linh trường bào, đem bọn hắn che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhìn ra, bọn hắn mặc dù cùng thương khung tiên tông tông chủ hợp tác, nhưng cũng không muốn bại lộ thân phận. Bất quá trừ cái đó ra, sở phong còn chú ý tới. Tuy có chín vị chân long giới linh sư, có thể luyện đan lô bốn phía trận nhãn tổng cộng có 10 tòa có một cái là chống không sở phong sở phong đến nơi để cái kia chín vị giới linh sư đều là cảm thấy ngoài ý muốn hiển nhiên bọn họ đều là biết sở phong đem đan dược lấy ra cho sở phong tiểu hữu nhìn xem thương khung tiên tông tông chủ thẳng vào chủ đề tông chủ đại nhân sở phong tiểu hữu tuy là vương huyết mạch nhưng dù sao niên kỳ còn nhỏ tu vi có hạn viên đan dược kia hắn hẳn là còn xem không hiểu mà đan lô tại lúc này mở ra sẽ khiến cho đan khí tiết ra ngoài trong đó một vị trước tiên mở miệng ngay sau đó mấy vị khác cũng theo đó mở miệng khuyên can không biết là trung thành tuyệt đối vẫn là trong này đồ vật liên quan đến bọn hắn lợi ích tóm lại bọn hắn cũng không hy vọng sở phong nhúng tay các ngươi tu vi ngược lại là tại sở phong tiểu hữu phía trên nhưng các ngươi có thể chinh phục mạch bản nguyên vẫn có thể phá vỡ tổ võ giới tông di tích thương khung tiên tông tông chủ lời này vừa nói ra mấy vị kia đều là á khẩu không trả lời được theo lão phu nói làm yên tâm vô luận thành công hay không, đáp ứng các người thủ lao, một điểm đều sẽ không thiếu. thương khung tiên tông tông chủ lời này vừa nói ra, mấy vị kia liền nắn pháp quyết. sau đó nắp lò dâng lên về sau, tia sáng chiếu khắp, đồng thời tuôn ra hiện ra là nồng đậm huyết mạch khí. đó là đồ đằng long tộc huyết mạch khí tức, nương theo huyết mạch khí tức dâng trào, một viên màu vàng đan dược cũng là từ trong lò đan tham ra. ngươi là muốn dùng viên đan dược kia đến ngụy trang thành người đồ đằng long tộc để tránh bị huyết mạch trận pháp áp chế. Sở phong hỏi, không hổ là sở phong tiểu hữu chính là ý này. Chỉ là đan này thủy chung có chút tì vết, đến nay không cách nào cùng lão phu hoàn mỹ tương dung, luyện đến luyện đi cũng không cách nào đột phá, sở phong tiểu hữu người có thể hay không nhìn ra chỗ đó không đủ. Thương khung tiên tông tông chủ hỏi, ta đến xem, sở phong đầu tiên là bình thường sử dụng thiên nhãn quan sát. Quan sát hồi lâu về sau, liền nhắm mắt lại, sở phong tiểu hữu đan này còn chưa luyện chế hoàn thành, không thể nhụt trí quá lâu gặp sở phong như thế trong đó một vị giới linh sư không khỏi thúc giục cứ việc sở phong nghe đồn hắn vậy đều nghe nói qua nhưng hắn cũng không cảm thấy bọn hắn đều không thể giải quyết đan dược sở phong liền có thể giải quyết dù sao đều là từng bước một tới sở phong cảnh giới có thế nào thực lực bọn hắn rõ ràng sở phong cảnh giới này làm sao có thể mạnh hơn bọn họ đừng nói thần bào coi như thất phẩm chân long cùng bọn hắn tranh lệch đều có thể nói là ngày đêm khác biệt oanh nhưng nhưng vào lúc này, sở phong trong mắt lại lần nữa mở ra. Giờ khắc này, cả ngôi đại điện đều rung động kịch liệt. Chớ nói tám vị giới linh sư, ngay cả thương khung tiên tông tông chủ, cũng là mắt lộ ra chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau khi, hắn lại đầy mặt mừng như điên. Nơi đây là có cường đại ngăn cách trận pháp, bằng không sở phong dẫn dắt động tính, đem sẽ càng thêm to lớn. Mà đáng sợ như vậy dị động, lại đều là là bởi vì sở phong con mắt. Lúc đầu liên quan tới sở phong, hắn chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định, sở phong quả nhiên có không muốn người biết mạnh mẽ đại thủ đoạn. Hắn là quá may mắn. chương 6063, lợi dụng lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Quan sát một lát, sở phong liền lập tức hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống, lấy một tay che tại hai mắt vị trí. Tại hắn lòng bàn tay, sớm liền chuẩn bị xong chữa thương trận pháp. Sở phong vừa mới sử dụng, cũng không phải bình thường thiên nhãn quan sát thủ đoạn, mà là tăng cường thiên nhãn sức quan sát. Nhưng này thủ đoạn tác dụng phụ, chính là trong một thời gian ngắn, không cách nào tiếp tục sử dụng thiên nhãn, đồng thời hai mắt cũng sẽ thụ thương. Lần này, bởi vì sở phong khống chế thời gian, cho nên phản vệ hiệu quả, đã so với một lần trước đã khá nhiều, ít nhất không tiếp tục hai mắt đổ máu. Sở phong tiểu hiếu, người không sao chứ? Thương khung tiên tông tông chủ hỏi, ta không sao, đang khi nói chuyện, sở phong một cái tay khác phất ống tay áo một cái, một đạo trận pháp bố trí đổ liền nổi lên. Phiền phức các vị, dựa theo ta trận pháp này bảy trận đem viên đan dược kia hết thảy vì hai sở phong nói ra hết thảy vì hai chín vị giới linh sư đều là cảm thấy ngoài ý muốn thật tốt đan dược một phân thành hai cái kia không phải tương đương với phế đi sao ta quan sát qua nếu muốn hoàn mỹ dung hợp nhất định phải đem đan dược này một phân thành hai các ngươi dựa theo ta trận pháp đến đem đan dược tách ra sẽ không ảnh hưởng đan dược thành phần sở phong nói ra thế là mấy vị giới linh sư cũng là nghiêm túc quan sát sở phong cung cấp trận pháp bố trí đồ. Kỳ thật bọn hắn đầu tiên mắt, liền phát giác được sở phong trận pháp bố trí đồ không đơn giản. Mà nghiêm túc quan sát về sau, bọn hắn lẫn nhau lướt nhìn nhau, lại nhất trí nhẹ gật đầu. Bọn hắn phát hiện sở phong trận pháp này cực kỳ huyền diệu, dựa theo trận này bố trí, coi là thật sẽ không tổn hại đan dược. Chỉ là bọn hắn cũng không lập tức hành động, mà là nhìn về phía thương khung tiên tông tông chủ. Dựa theo sở phong tiểu hữu nói làm, thương khung tiên tông tông chủ nói sau đó mấy vị giới linh sư liền bắt đầu liên thủ dựa theo sở phong đi nói làm cũng không lâu lắm viên đan dược kia liền bị một phân thành hai chia cắt về sau mấy vị kia giới linh sư nhao nhao nhìn về phía sở phong mắt lộ ra lau mắt mà nhìn trong đó một vị càng là nhịn không được dò hỏi tốt huyền diệu trận pháp sở phong tiểu hiếu người trận pháp này là từ chỗ nào tìm được a à? sở phong không có để ý tới mà là phất ống tay áo một cái lại một đạo trận pháp bố trí đồ nổi lên. Nếu muốn hoàn mỹ ngụy trang thành đồ đằng long tộc huyết mạch, cần thương khung tông chủ huyết mạch lực. Trận này hoàn thành, còn cần thương khung tông chủ đem huyết mạch lực dung nhập trong đó. Sở phong nói ra, cái này, mấy vị giới linh sư, vừa nhìn về phía thương khung tiên tông tông chủ. Tổng nhìn lão phu làm cái gì, cứ dựa theo sở phong tiểu hữu nói làm. Thương khung tiên tông tông chủ, không trần chờ chút nào ra lệnh, biểu đạt ra đối sở phong tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng tại mấy vị giới linh sư khởi công về sau, thương khung tiên tông tông chủ, lại bí mật truyền âm. Hắn âm thanh truyền vào không phải chín vị giới linh sư, cũng không phải sở phong cùng vương cường. Mà là ẩn tàng ở trong đại điện một cái người, cái kia người, sở phong nhận ra, chính là đồ đằng long tộc thủ tịch khách khanh đại trưởng lão, cũng là bạch vân khanh sư tôn, thái sử tinh trung. Thái sử tinh trung, nguyên bản vậy ở trong đại điện luyện chế đan dược. Là sớm nhận được thương khung tiên tông tông chủ nhắc nhở, lúc này mới giấu lên. Cái này sở phong, hiện tại muốn thu tập lão phu huyết mạch lực, người nhìn kỹ một chút hắn cái kia trận pháp bức tranh, nhưng có dở trò lừa bịp. Thương khung tiên tông tông chủ trong bóng tối hỏi thăm, về tông chủ đại nhân, thuộc hạ quan sát qua, trận pháp ngược lại là không có chỗ không ổn, ngược lại là huyền diệu cực kỳ. Không ngừng cái này một tòa, vừa mới trận pháp đồng dạng huyền diệu đến cực điểm, cũng không biết cái này sở phong, là từ chỗ nào nắm giữ nhiều như vậy huyền diệu trận pháp. Thái sử tinh trung cảm thán nói, thương khung tiên tông tông chủ, nghe được hắn nói bóng gió, không khỏi nói. Yên tâm, đợi đến lợi dụng qua hắn, trên người hắn bảo vật đều sẽ móc ra, cái kia chút huyền diệu trận pháp, đem về ngươi tất cả. Cảm ơn tông chủ đại nhân, thái sử tinh trung kích động tại nơi hẻo lánh làm thi lễ, nhưng cũng là hỏi, chỉ là tông chủ đại nhân, vì sao sở phong sẽ ở cùng với ngươi. Nhắc tới cũng xảo, lão phu căn cứ tình báo đi bắt cái kia long tuyết, không có nghĩ rằng, không chỉ có bắt được long tuyết, cái này sở phong nhưng cũng theo sau đó. Tiểu tử này nói hắn nhận biết Long Tuyết, nhưng lão phu vậy không có cẩn thận hỏi thăm. Vì làm yên lòng hắn, biểu đạt lão phu đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, lão phu cái gì đều không hỏi, liền là muốn nhìn một chút trên người hắn phải chăng cất giấu cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Chưa từng nghĩ, tiểu tử này thật đúng là có qua người thủ đoạn, xem ra tổ võ giới tông tòa kia di tích, thật sự là bị hắn phá giải mở. Có hắn hỗ trợ, có lẽ đàn này thật có thể nhanh chóng luyện thành. Thương khung tiên tông tông chủ nói ra long tuyết cùng long lân quan hệ như thế thân mật hắn thật lại trợ giúp chúng ta đối phó long lân sao chỉ là trận pháp này xác thực rất là huyền diệu lại hình như là thật tại trợ giúp chúng ta thuộc hạ cũng không biết cái này sở phong đến cùng là thế nào suy nghĩ thái sử tinh trung rất nhiều không hiểu kẻ này xác thực quỷ kế đa dạng cho nên ta mới khiến cho người bí mật quan sát nhìn hắn phải chăng dở trò lừa bịp nếu là không có dở trò lừa bịp vậy liền tốt nhất lợi dụng hắn cầm tới tổ long di hài sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Như có thể thuận lợi đem trên thân lực lượng tước đoạt, vương huyết mạch liền cho ngươi. Thương khung tiên tông tông chủ lời này vừa nói ra, thái sử tinh trung đôi mắt già nua lập tức trợn lão đại, ánh mắt đều trở nên phá lệ sáng tỏ. Tông chủ đại nhân, ngài chuyện này là thật, tự nhiên là thật, lão phu đã sớm muốn nói với ngươi qua, ngươi thật tốt đi theo lão phu, lão phu tuyệt đối sẽ không xử tệ ngươi. Thương khung tiên tông tông chủ nói, tông chủ đại nhân uy vũ, Thái sử tinh trung hưng phấn không thôi, nhưng vẫn không khỏi nói. Vậy ta trong bóng tối nhiều bố trí mấy tầng trói buộc trận pháp, miễn cho cái này sở phong phát hiện không ổn chạy thoát. Cái này cũng không cần, lão phu bây giờ chính là thiên thần, hắn ở trước mặt ta, căn bản trốn không thoát. Thương khung tiên tông tông chủ tràn đầy tự tin, một lát sau, dựa theo sở phong bố trí trận pháp, đã thu thập tốt thương khung tiên tông tông chủ huyết mạch lực. Mà sở phong chứa thương kết thúc, vậy rốt cục có thể lại lần nữa mở ra trong mắt hắn đi vào trận pháp trước đó, nhìn thoáng qua thương khung tiên tông tông chủ. Thương khung tông chủ, có chút trận pháp, không thể ngoại truyền, cái này dung hợp trình tự, chỉ có ta tự mình đến hoàn thành. Sở phong đang khi nói chuyện, liền bắt đầu thôi động cái kia trận pháp. Thái sử tinh trung, người cần phải cho lão phu nhìn kỹ tốt, cái kia đan dược lão phu hay là nuốt vào bụng bên trong, cũng đừng đừng để cái này sở phong dùng thủ đoạn gì. Nhìn xem sở phong trong cơ thể kết giới lực, liên tục không ngừng tràn vào cái kia trận pháp bên trong. Thương Khung Tiên Tông tông chủ, vậy là có chút bối rối. Yên Tâm tông chủ đại nhân, thuộc hạ nhìn xem đâu, trước mắt đến xem hắn thật sự là tại tương dung trận pháp. Trận pháp mặc dù huyền diệu, không có bất kỳ cái gì đối với ngài bất lợi lực lượng xen lẫn trong đó. Thái Sử Tinh Trung trong bóng tối trả lời, dung hợp về sau, Sở Phong lại bắt đầu đem dung hợp tốt trận pháp lực, phân biệt rót vào hai viên trận pháp bên trong. Lại bố trí bao nhiêu tầng trận pháp, nhưng Sở Phong chỉ cung cấp bức vẽ trận pháp, bố trí cùng thôi động đều là từ cái kia chín vị bát phẩm chân long giới linh sư đến thương khung tiên tông tông chủ không chỉ có chín vị bát phẩm chân long giới linh sư còn có thái sử tinh trung vị này bây giờ bước vào chân long đỉnh phong giới linh sư bí mật quan sát bởi vậy mỗi một bước hắn đều sẽ để cho thái sử tinh trung cẩn thận xác nhận phải chăng có vấn đề không có vấn đề về sau mới sẽ thật phối hợp tại thái sử tinh trung xác nhận dưới hắn vậy là cực kỳ phối hợp nhưng mắt thấy hai viên thuốc dần dần thành hình vương cường lại có chút xem không hiểu không khỏi trong bóng tối hỏi, huynh huynh, anh em, người thật muốn giúp hắn đối phó Long Lân A. Ta nghe một chút thừa vũ huynh nói qua, cái kia Long Lân không không không. Không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ cái kia trong cấm địa đồ đằng long tộc người vậy đều ở đây, cái này lão tạp mau thật đi qua, chỉ sợ sẽ giết người diệt diệt diệt. Diệt khẩu A, mấu chốt là lão già này không đáng tin, nhất định là đang lợi dụng ngươi, người cũng không muốn tin tin tin. Tin hàn A, Vương Cường cũng đang chăm chú quan sát, phát hiện mỗi cái trình tự, đều rất bình thường, hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng sở phong ý đồ. Còn tưởng rằng sở phong bởi vì lúc trước ân oán, thật muốn nhờ thương khung tiên tông tông chủ tay đối phó Long Lân. Lão già này, cẩn thận cực kỳ, mỗi cái trình tự đều có khiến cái này giới linh sư nghiêm túc quan sát. Nhưng người yên tâm đi anh em, bọn hắn tu vi tuy cao, nhưng kiến thức không đủ, ta trận pháp bọn hắn nhìn không thấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xác thực không có vấn đề, nhưng hai viên thuốc cùng tiến tới, liền là một viên từ ta khống chế thuốc độc trừ phi lão già này không dám ăn vào bằng không ta liền có thể muốn hắn nửa cái mạng già sở phong trong bóng tối trả lời